First Blood. First Blood. First Blood. First Blood. Nếu anh em bị người yêu bỏ vì không có kim cương, anh em đừng lo lắng, hãy đến với shop trên ff.com. Có những vòng quay cực rẻ chỉ với 20.000 đồng, anh em có thể quay ra được 9.999 kim cương. Shop uy tín, giá rẻ, chất lượng. Đường link shop mình để dưới phần mô tả nha. Quái cứ thanh niên, mình đang quay video nó họ cho thằng kia nó hử đất anh em à, không kể giờ mình ra, lên số mình quay kim cương nha anh em. Cái gì? Đúng, bây giờ mày quay đi, nói cho mày quay đi. Để coi quay phát đầu tiên mày được như nào. Mày mà quay dở. Trời ơi, lại mày. Tao lại. Cái phần này chỉ cần 18 ngàn thôi, dễ ra kim cương. Câu ta nè. Mày để tao quay một lần cái rồi. Mày quay mà không ra tao chờ nó đấy. Để con tao quay xong tới phần này dài quay tao ra. Ui 500 kim cương. Mày để tao nè. Chờ tới phần này quá. Để cho mày quay không cần là. Có nè, có mập mẫu nè. Nách mày hôi quá, để cho hơn thì dây quay đi. Có nè. Để coi thằng Ngân đi dây quay nha anh em. Trung vô. Ui na 2000 luôn. Trung vô đập đét. Trung vô đập đét luôn. Rồi để tao quay cái nữa. Để tao đổ hũ. Đổ cái đầu anh em. Ui 8000 kim cương. Để tao. Từ từ mày hâu nách đi. Nách nào đấy. Thôi chừng. Đổ hũ. Đổ hũ đây con. Bếp qua đường anh em. Trời ơi có 115 kim cương. Nách là cũng đen rồi. 18000 mày quay được có 115 kim cương. Coi tao 18000 của tao nè. 18000 tao quay nè. Đó được 245 kim cương. Đâu nách thằng để cho thằng đi dây quay cái nữa đây. Câu ta nè. Một lần nhắn nè. Để quay cái coi. Để con hơn đi dây quay nha anh em. Trời có 19 kim cương nội, tao quay làm vui. Mày quay như cứt. Không nhưng mà vẫn là hồi nãy giờ nổ hũ hơi nhiều quá. Ôi, 14000 kim cương. Cái gì đây? Để tao. Công nhận chân này đủ. Mày xuống mày cái gì kim cương nhiều quá. Thôi tụi bay đi đây để tao quay rút kim cương chứ đừng. Đâu. Ok anh em ơi, mình tắt quay xíu mình rút kim cương nha. Không cho mày kim cương đâu. Mình tắt quay nha đây. Tao không cho ai cả. Tao cho fan của tao thôi. Tao để dành cho fan của tao. Mình để dành tặng cho anh em nha. Cho hủy nách đi. Mình để dành tặng cho anh em nha anh. Hủy nách. Hủy nách quá. Ok, anh em nhớ để lại một lời chúc mình tặng kim cương cho anh em nha. Mày này tao đéo chào tụi mày đâu. Đi. Thôi tao không cho. Hello, xin chào tất cả những người đó nha. Thì mình là YouTuber đây. Thì hôm qua là thằng Bình Vương đôi giờ DJ đang sai xính. Má thằng nghĩ sao vui thằng mấy chanh nó vào nó gạ solo cái nó ăn mình làm mình má mình ca mình chịu không được. Mình tức từ hôm qua giờ mình bây giờ mình sẽ vô mình gạ nó solo nó đang ngồi chơi game trong phòng ấy. Giờ mình sẽ mình gạ solo mình phục thù lại nha anh em xem có phản ứng khi nó mà bị mình bắn bay mẫu. Mình là bớt ống số chưa có thủ mà nó nghĩ sao nó ăn mình. Thì bây giờ mình sẽ vô mình gã nó solo. Anh em nhớ xem video để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok giờ mình sẽ vào mình gã gõ cửa đi vào phòng mình gã nó solo nha anh em. Chan mở cửa coi. Mở cửa mày. Cái gì đang chơi game mà phiền thế? Đồ bắn game luôn mày. Cái PC luôn à. Dạ đang tập bắn máy tính nè. Làm cho món sốt Việt Nam đây coi nè. Đù giòn đau cho nổi. Sao? Đù cái mượt rồi luôn. Đắng gắt tim trời. Chứ mình nghĩ tao là đậu. Rồi xanh cỏ rồi. Mày quay cái gì thế? Quay hồi. Nè có lục bạc nè. Để coi bắn được bạn. Đồ bắn tới làm đó. Á đù. Chứ mình nghĩ tao lại. Mình tao đăng cai mày vụ hôm qua nè. Mày nghĩ sao tao vẫn hơn design đang xỉn mày vô mày gạ solo mày. Trời ơi nghĩ sao chẳng trâu bị đập nhậu nhẹt. Đó sao tao không gạ solo. Tao đang xỉn này tao bắn không có được. Mày nghĩ sao mày gạ mày solo và đăng YouTube mày. Thì có sao đâu. Anh này nó kêu là bét ông sốt đồ. Mày nghĩ sao bắn thua để trâu bé chanh này. Ai bét ông sốt. Tao trầm môn sốt Việt Nam chưa có đối thủ đây. Hả? Hôm qua là chẳng qua là bắn bình thường nữa nè, tao cứ nhường nhé. Tao mà cả tao xỉn vô là bắn con sáu kinh lắm. Mà hôm qua là tao nhường đấy, nếu bắn bình thường tao nhường cho mày đấy. Trời mày thấy tao bắn mới tính toàn đầu không? Thế giờ mày solo với tao nè. Thôi mày bắn sau lại tao. Solo, mày giờ mày solo không? Tao xin cái tuổi mày luôn, cho tao gỡ kìa nè, giờ tao bắn toàn đầu thật luôn ấy. Hôm qua là đang sai, bây giờ là mình tao solo 1-1 với mày luôn. Solo cái gì? Solo bình thường. Solo sáu, bình thường là tao không thích bắn. Bình thường là tao bắn toàn đầu rồi. Thì bắn toàn đầu sao hôm qua solo thua đâu. Hôm qua tao đọc sai mà bây giờ bắn sao được. Đấy, thấy tao bắn toàn đầu không? Thế giờ vô solo. Mày
Mày thua mày chịu gì? Cái gì cũng được, mày thích cái gì tao chơi cái đấy. Nhớ nha. Ok. Mày thua mày ăn 10 trái. Còn bây giờ tao ăn là tao ăn luôn người yêu mày nha. Sao mày đòi ăn người yêu của tao? Ví dụ là tao ăn mày sao, tao ăn mày là tao được luôn người yêu mày được không? Không, mày nghĩ sao mày ăn được tao mày không được. Thì vô đây solo. Rồi, vô tao. Ok. First blood. First blood. First blood. First blood. Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em đang có mặt trên video tiếp theo của mình nha. Và mình là Bếp Channel anh em ơi. Đậu xanh hôm nay thằng chú bự nó bật khắc rồi anh em ơi. Nó là mình bấu mạng hát chọt liên tiếp luôn. Cái đậu xanh hôm nay này nó bắt ghê dữ trời. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ lật cái. Ô hô, tự chạy tới tâm súng luôn nội. Đạn ra là toàn đâu. Cái mà cái mạng ha, à mình ăn thứ hai đậu xanh mình bắn bằng lục bạc hát chọt á. Mà đậu xanh mình bị điện phá cái nó không lưu video anh em à. Thật, cái này là nó thật nha anh em. Đậu xanh bây giờ mình sẽ cầm lục bạc mình dụ nó nha anh em coi nè. Thì cái số của mình nó vừa được tăng thêm 50% tỷ lệ nổ hũ 9999 kim cương chỉ trong 3 ngày nha. Thì anh em nhanh tay đến với số của mình quay chứ không là thấy ra anh em à. Đó, bây giờ nè, ngoài không ngoài. Hét cái chọt liền anh em à. Đó, ba báo này nha. Thì anh em xem video đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em. Mình cảm ơn tất cả những người anh em rất là nhiều luôn. Đậu xanh cái hàng vô bự đây, bây giờ mình sẽ bắn đặt kêu thiệt là nhanh, bắn chắc lại xíu nha anh em. Đậu xanh mày ở đây. Thì đó, anh em nhớ nạp tiền nhanh nhanh đến với cái số của mình. Ui trời trời trời. Cái gì mình bắn nó 3 viên liên tiếp không cho nó bơm máu luôn trời. Ok xin lỗi nha. Bóng rèo đúng không? Bây giờ mình sẽ bắn liên tiếp luôn không cho nó đỡ. Ngoài không mày. Hét trời. Ui trời trời, từ từ nó bắn vô giáp mình anh em ơi. Chỉnh đồ nhà cái. Ui bơm máu cái. Đó, thì anh em nạp chỉ cần khoảng 100 ngàn á, anh em quay khoảng 4 5 lần á là nó sẽ nô hũ nha. Ok. Bây giờ mình sẽ cho thằng này biết thế nào là best one shot thế giới nha anh em. Đậu xanh gáy xíu cho vui thôi. Mày ở đây thì anh em nào muốn giao lưu ống sốt mình thì liên hệ qua Facebook mình nha. Facebook mình tên là Văn Phúc á, nó có chữ Bếp Chanh bên cạnh. Thì cái đường link ồ hét cái chọt liền. Thì cái đường link Facebook á mình có để dưới phần mô tả nha anh em kéo xuống anh em ấn các bạn mình nha. Đó, cái kỹ năng của con Ronaldo này anh em nó mạnh thật sự luôn. Khi mà anh em bị bắn yếu anh em đặt ra cái là nó địch nó bắn mình không giống như anh em. Ôi mình kẹp bấm nhầm hoài ha. Bây giờ mình sẽ dụ nó ra đây chỗ này nè. Trời cái gì vậy? Mình bấm chặt quá anh em. Mé cây thế nhờ. Ngoài không ngoài. Từ từ đỡ sụp răng anh em ạ. Ngoài. Mé cái trò. Đấy ghê không anh em. Mình chơi cái tiền kêu đỡ xuống nhanh là nó bắn không lại. Sao bó mà đúng không? Bây giờ mình sẽ win nó luôn nha. Trời thằng này nó được cái gái thôi nên mà hồi đó giờ nó solo của mình không biết thua bao nhiêu lần rồi. Thì cái thường thường mình ra video tầm khoảng 3:30 anh em. Mình ra vào buổi chiều á. Đó. Thì anh em canh cái giờ đó anh em lên xem video của mình nha. 3:30 hoặc khoảng tầm 4 giờ cái mà anh em. Đó, thì mình đăng video vào tầm giờ đó nha. Anh em nào yêu quý mình thì ồ cái gì hát xong bên kia. Ồ ghê thế anh em. Thì anh em nào mà yêu quý mình các kiểu thì anh em bình luận chào mình xuống bên dưới nha. Mình sẽ chào lại tất cả những người anh em nha. Ok anh em ơi, tỷ số bây giờ là 6 năm rồi. Bây giờ mình sẽ phải bắn chắc chứ không là toàn luôn á anh em à. Cái thằng vô bờ nó cũng biết chơi á. Đây này, mày đặt cái vòng anh em mình. Ôi, bể đâu kìa, sao mày bị lỗi ta. Mày đặt cái vòng đó mà nó vẫn bắn trúng anh em à. Biết cái thằng này, mày đâu rồi. Mày, mày, ôi trời trời trời. Mấy mình yếu máu rồi, mình run tay anh em ơi. Mày, ôi, cái gì vậy trời. Ok, mình để keo nó ra ngồi nha, mày coi này. Hét trọt. Ôi, đặt keo nhanh không anh em. Mày đâu rồi. Mày, không mày, đấy. Ôi trời trời, cái gì thế. Mấy bị lỗi khó chịu thiệt chứ anh em. Giờ mình nạp đạn cái nha. Ok, mày ở đây. Mày, mày, ôi, trời. Mình bị kẹp cái nút bắn, mình bắn 2 viên liên tiếp luôn. Đậu xanh cái thằng chú bự TV này. Tao cho mày thấy chú bự bây giờ. Trời tỷ số bây giờ là 6 đều rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ bắn chắc lại nha. Cái pha này á, mình sẽ bắn chắc lại nè. Anh em coi nè, mình xử lý nha. Ôi trời trời trời. Cái gì vậy anh em? Ok từ từ. Mình anh em thấy mình làm màu dữ không anh em? Mình đi chơi, bây giờ mình mới về, mình nó gã solo. Mình đang tập chơi máy tính này chứ. Mé cái thằng này. Ok, thì anh em nhớ bật cái chuông thông báo trên cái kênh của mình nha. Mỗi khi mình ra video á, thì anh em là người đầu tiên coi được cái video của mình đó. Ok, giờ mình sẽ đứng xa này thôi, nó bắn không có trúng mình đâu. Sót gần mà anh em, sót gần đâu có bắn xa được. Giờ mình cứ đứng đây đợi qua cuối rồi mình quang sọt nó cho nó sợ anh em ạ. Ok, ở đây. Ui, từ từ, mé mình đặt kêu ngáo vậy trời. Cái cây được chứ, từ từ, anh em cho mày xem cái tiền chiêu của mình nè. Ồ, bật kêu lỗi rồi anh em. Nè, cho mình bật cái Ronaldo lên nè. Bật Ronaldo lên cái mình áp sát lại mình chơi nó nhanh em. Mới rồi. Rồi thôi mình đặt kèo nhanh lấy xíu chứ không là ăn là rồi bắt đầu nè. Đó, bật cái kỹ năng này á là nó sẽ được tăng thêm 30% tốc chạy cho anh em. Nó chạy cực kỳ nhanh luôn á. Anh em coi nè, mày ngoại mày. Ôi ôi mày già. Ngoại mày hét tọt.
Ok, cuối cùng cũng thắng được giải châu rồi nha anh em. Thì mong tất cả anh em xem hết video này thì để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo lên nha. Cảm ơn tất cả những người anh em xem hết video của mình. Bye bye.